chợ tiên tri của người Tàu. Hôm nay em chào cả nhà. Cả nhà hôm nay khỏe không? Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Khám Phá Và Tìm Hiểu của Winnie. Hôm nay Winnie dẫn mọi người đi chợ Tết. Cái chợ này của người Tàu. Đây là đồ điểm sắm. Đồ ăn ăn chơi thì này, bánh bao 6 đồng một khác. Đây nó có bán đồ ăn 11 ô lên giá rồi, 11 đồng tô, mỗi cái lên đồng. Hồi trước thì nó cho ngồi bên này ăn nè, mà bây giờ dịch á, cho nên là cái chỗ đó không được ăn nữa. Đây có bán gạo. Chúng ta đi coi tình hình chợ Tết nha. Cái chợ này thì cũng nhỏ thôi quý vị. Bán mấy cái đồ ăn sẵn nè, thịt quay xá xíu, gà quay, gà xì dầu. Ồ, có cá chiên sót nè. Đó, này mấy cái đùi heo, cái giò heo, mấy giò heo nó kho. Ở này là mấy cái gà xì dầu 9 đồng một phần vậy. Mấy cái đồ ăn Tàu đâm linh này, mấy cái đồ dưa món, mấy cái đồ mà dưa nó món là nó gia vị theo cái kiểu người Tàu, rất là ngon luôn quý vị, nhưng mà hơi mắc. Một cái hộp nhỏ xíu như vậy nè là giảm giá rồi, còn 6 đồng á. Special đó còn 6 đồng. Bình thường hình như nó 8 đồng. Ở đây cái quầy heo quay, thịt quay. Heo quay xách xíu. Vịt Bắc Kinh 44 đồng. Một con. Một set có mấy cái đồ ăn luôn. Đây là mấy cái bánh hình như là bánh này nó có thịt nè quý vị. Taro, khoai môn, bánh gạo á, bánh gạo 14 đồng hai cái. Này mấy cái này, mấy cái đồ ăn. Wow, cái gì đây? Trời. Ồ, mấy cái này ngon lắm nè. Cái này giống như thịt nguội á quý vị. Cái này turkey, gà tây. Tàu hũ chiên xì dầu hấp dẫn nha, cho một trái trứng nữa.
Cái gà này thì nhìn thấy là vẻ khô quá nè, cái thịt nó khô quá. Rồi cái sách, lá sách là ngon lắm nè. Có lấu hả? 8 đồng mấy miếng này. Cái này ăn với mì bún ngon lắm nè. À, bò bắp. Thịt nguội á, bò bắp nó làm thịt nguội, gân làm sẵn hết rồi. 3,5 đồng mà. À, có một con gà 24 đồng special, có đầu để cúng nè quý vị, cúng ông táo và trời đó. Còn bên đây là bên hàng ăn sẵn, đồ ăn sẵn. Nó có bán từng phần để đem về. À, phần để đem về. Đây cơm, cơm chiên, mì xào, pork chop. Đậu ve. Spicy, wow, con tôm bự quá. Fish cake. Combo 3 món 11 đồng rưỡi, 2 món 10 đồng rưỡi. 2 đồng 100 g nha quý vị. 2 đồng 100 g. Còn có mấy ngày nữa là tới Tết Việt Nam rồi. Thì ở thành phố của Vinh này thì không có nhiều người Việt với lại người Tàu cho lắm, cho nên là nó không có tổ chức nhiều. Và hôm nay hội chợ Tết của người Việt cũng bị hủy vì dịch Covid. Cái này mấy sushi đồ Nhật. Sushi đồ Nhật. Một cái vậy là 5 đồng 80 xu. 5 đồng rưỡi hoặc 5 đồng 80 xu. Tôm, cá hồi và rau quả rồi cua giả. Hai năm nay thì Hội Người Việt đã hủy chương trình hội chợ Tết Việt Nam vì dịch. Này là mấy cái bánh ăn chay, cho nên là đây cũng rất là buồn, không có đông vui giống như bên Cali hay là Việt Nam. Wow, bánh đẹp không? Wow, nó làm nhìn thấy nó mượt mà dễ sợ luôn á nha. Coconut cream cheesecake. À, bánh phô ma đâu lạnh 6 đồng mấy, 6 đồng mấy. Ở đây hàng bánh mì ngọt nè quý vị. Ồ, trời, mua 2 bịch thì đâu có ăn hết, ăn 1 bịch là cũng lâu rồi, đợi nó mất ngon. Đây là bánh kem, bánh kem, bánh kem bình thường hoặc là bánh chi phô ma
40 đô một cái, 25 đô cái này. Cái này cho Tết nè, Happy New Year nè. Còn này giống như là sinh nhật hay là bình thường thôi, trái cây. Còn mấy bánh nhỏ nhỏ này là 4 đồng một cái. Mấy cái bánh bé bé này là 4 đô một cái. Cái kia đến 5 đô rưỡi để có cái lì. Cái bánh này cũng mousse nè, bánh mousse thì 50 đô. 40 trên này 40 đô một cái, này 50, ở dưới đây thì 15 đồng, ở cái này cũng 4 đồng. Này mấy cái bánh gì của người Tàu mình không có biết. Bánh bánh trứng nãy em mới lấy một vị. Còn đây các loại bánh ngọt, bánh nhân thịt, bánh mặn, nhân ngọt, nhân mặn. Bánh kem này 15 đồng, cái hình khúc gỗ. Hình cái cây, cái khúc gỗ. Đủ các loại bánh. Còn ở đây nữa nè, đây là mấy cái hàng bánh ngọt không à. Đó. Các loại bánh ngọt, bánh mì. Thì đây là chợ Tàu cho nên là những cái đồ nó trưng Tết là cũng đồ ăn của Tàu chứ không phải là của Việt Nam mình. Thì mai mốt có dịp Quynh này sẽ đi qua cái chợ Việt Nam để quay cho quý vị coi. Và quý vị nhớ bấm like video, đăng ký kênh và chia sẻ cái video này để ủng hộ tinh thần cho Quynh này tiếp tục là làm video cho quý vị xem nhé. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi coi. Còn đây là bánh bánh tổ của người Tàu. Đây, dừa nó màu trắng. Cái hình con cá nè. Hình cá. Mấy cái hộp có kẹo trong đó. Thì đây là họ trưng bày theo kiểu người Tàu, bánh của người Tàu. Đây, bánh tổ. Con lân, mấy con lân nè, mấy hộp bánh này để người ta biếu quà đó quý vị. Nhưng mà bên này thì không có ai để biếu. Hôm nay là Quynh này chủ yếu là quay những cái đồ Tết cho quý vị coi thôi, còn chợ búa thì lúc nào quay cũng được. Quay chủ yếu nó trưng bày trang trí Tết thôi. Chợ búa thì lúc khác Quynh này sẽ quay chi tiết hơn. Mấy cái kẹo của Tàu, những cái đồ Tết là hồng khô,
hồng khô. Ông đề giá 5 đồng hai gói hồng khô, có mấy cái à, mấy miếng à. Mấy kẹo này người tàu kẹo Lucky á, Lucky Candy, kẹo may mắn. Đó, đây là những cái đồ ấy. Giờ mình đi coi cho cái chỗ mấy cái cây Tết. Đây là bánh kẹo. Bánh kẹo đồ Tết. Đây ta quay cho quý vị coi. Just leave it here. Đây nó bán có một số đồ trưng bày. Ở đây thì nó không có ăn Tết lớn như ở Việt Nam hay bên Cali, cho nên là hàng hóa hay là trưng bày cái gì nó cũng có giới hạn, nó không có được sum tụ. Đó, vậy. Một một cái này là 14 đô. Một cái miếng này 14 đô. Còn cái này 9 đô. Cái này 12 đô. Cái này 4 đô. Cái này 7 đô. 7 đô. 10 đô. 7 đồng mấy, 7 đô mấy. Cái này 15 đồng 10 sen. Để cho quý vị coi cây cối nha. Đây là những cái cây Tết nó bán. Có cây đào nè quý vị. Ở đây là xứ lạnh cho nên có không 3 đồng một cành. Không lẽ mua ta. Ba đồng một cành. Rồi, một cành nhỏ xíu à. Bốn đồng. Còn cái cái tắc nhỏ nhỏ này 50 đồng nè quý vị. Rồi đang giá đặc biệt đó nha. Năm ngoái cây này hình như là hai mươi mấy ba chục à. Mà sao năm nay mắc quá vậy? Đây là cây tắc. Còn mấy cây này thì Quynh này không biết nó là cây gì. Mấy cây tắc bé xíu này mà 50 đồng. Cái này đẹp ghê. 19 đồng một cái này, 3 40, 110 đồng. Cái lớn 110 đồng. Dưới này là 19 đồng.
Đó, đây là toàn bộ khung cảnh của chợ Tết của chợ Người Tàu. Nó nhỏ thôi, không có lớn. Thì thành phố của Quỳnh này ở thì không có đông dân Việt với lại Tàu. À, gặp bây giờ mùa dịch nữa. Ê cha, cây này nhiều nụ quá nè. Cha đứng lựa cái này hơi lâu nha. Đứng kiếm cây cây nào mà nhiều nụ hơi lâu á. Không biết nó có nở đúng Tết không ta. Này có kiên nhẫn thì video tới đây là đã chấm dứt. Mong quý vị đăng ký kênh, chia sẻ kênh và nhấn like để ủng hộ cho Winnie này nhé. Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn quý vị video kế tiếp. Xin chào tạm biệt. Là năm mới cũng chúc quý vị giàu dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Nó nhiều quá không biết sao đó.